Theo phong tục của người Việt, trong mỗi gia đình đều có bàn thờ tổ tiên, ông bà. Cứ đến cuối năm, mỗi gia đình đều lau dọn bàn thờ, bày mâm ngũ quả để chuẩn bị đón Tết. Mâm ngũ quả là thứ đồ không thể thiếu được trên bàn thờ tổ tiên trong những ngày này. Và đến chiều 30 tháng Chạp, mâm cơm được dâng lên bàn thờ cùng mâm ngũ quả, mong ông bà tổ tiên về ăn Tết cùng với gia đình. Tùy vào từng vùng miền mà có cách bài trí khác nhau với những nét đặc trưng khác nhau. Nhưng trên bàn thờ tổ tiên lúc nào cũng phải đầy đủ ngũ quả với mong muốn cầu một năm mới bình an, may mắn, hạnh phúc, an khang, phú quý. Với mong muốn một năm mới sẽ đầy đủ, sung túc hơn. Đây cũng chính là việc làm thể hiện giá trị nhân văn, đạo đức, lối sống của người Việt, nhắc nhở con cháu phải biết giữ gìn đạo lý của gia đình, lối sống uống nước nhớ nguồn, không được quên nguồn gốc tổ tiên. Đêm giao thừa là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, là thời khắc thiêng liêng, đất trời giao hòa. Đón giao thừa thường được diễn ra vào thời khắc cuối cùng của năm cũ. Bởi vậy, hoạt động này còn mang ý nghĩa đem bỏ hết những điều xấu của năm cũ để đón những điều tốt đẹp của năm mới. Theo truyền thống của người Việt, các gia đình sẽ làm lễ cúng đêm giao thừa. Một mâm cúng gia tiên tại bàn thờ ở trong nhà và một mâm cúng thiên địa ở ngoài sân trước nhà. Vào đúng giờ Tý, tức 0 giờ ngày 1 tháng 1 trong năm. Sau khi cúng giao thừa ở nhà xong, nhiều gia đình thường cùng nhau đi lễ các đình chùa, miếu điện để cầu phúc, cầu may cho bản thân và gia đình đón một năm mới với những điều tốt đẹp.